chín không đi rồi anh, có chín rồi anh. Anh lấy bên trái. Rồi chào mừng quý vị đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày chủ nhật nha mọi người. Ngày thứ hai của lễ hội trái cây Bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Thành có nhiều loại sầu riêng mọi người. Sầu theo với riêng riêng sáo. Em nghe nuôi hả? Ừ, miếng của anh. Đúng rồi. Thì dẻo béo luôn. Ô, chèo kê đúng không? Facebook hả? Được, lên chữa là được. Có tương tác. Có chữa là ngon đúng không? Ngon lên không được hả? Bạc xỉu chứ, bạc xỉu hay cà phê? Cà phê là nặng rồi, nặng đô. 210. Sầu riêng này Thành đỡ bao dây luôn. Ngang luôn bên kia luôn nghe quý vị. Hả? Chờ tới bằng xe ấy bằng gì? Tùy muốn xe gì cũng được hết đó. Ba gác hay xe tải, xe tải hay là xe máy cũng được đó. Bắn kìa trời. Trời ơi, tôi bắn đất đi. Anh kia đâu? Đi thử đi chị. Lộn cho thử luôn. Đúng kìa, chủ ơn ở phía ngoài đó. Nhắc cũng sao đấy. Anh phải ráo ăn mềm. Cái này là ráo dẻo nha. Thì ráo khô xíu. Ok ha. Rồi lấy hộp đi cho chị nè. Tính, tính, tính lấy hộp đi. Hai hộp đi. Ba hộp. Bơ còn không? Ồ, bên đây hết. À, còn bơ nha bạn. Chừng trăm mấy ký á, còn mấy chục nữa nhiều nữa rồi. Nay được mùa sầu riêng mà cũng được. Cũng được mùa bơ nha các bạn. Đây mình thấy này. Đó, sầu riêng là Thành chơi bao dây hết trước kia rồi. Bơ hẳn 20. Trời ơi. Thấy nó đầu gì chiều. Bơ 20 ký vậy mọi người. Giờ nó còn hơi nắng nắng xíu, ta chưa đi nhiều rồi các bạn. Ba tám nghìn.
Thôi 2.000 cô ơi. Ủa đèn ốc. Thôi 2.000 cô ơi. Trời ơi là trời tôi nói phải đó. Ekip phối hợp. Ekip phối hợp nhịp nhàng. Người chưa có luôn đó là 2.000 mà. 290. Em gái tóc em gái cao thủ tóc bạc này bố trí quá rồi, sầu riêng chín luôn à. Đâu có tóc tự nhiên hay không? Giống như ngày xưa bộ phim gì ta? Cô Lâm. Không phải. Đâu có. Chị mới có mười mấy tuổi rồi ông ơi. 35 tuổi rồi đó. Cô kia nói Thanh chưa cưới vợ, Thanh kia chưa cưới vợ. Ai em ra không nói chưa vợ, nó độc thân. À, vẫn là độc thân. Ừ. Độc thân là chưa vợ chứ sao nữa. Nó bảy em nói là chưa có người yêu. Còn có anh kia, anh comment là anh kêu ảnh nói gì? 290 à? Quê ở đâu ra? Quê ở miền Tây nhưng mà làm ở Bình Dương, đang tìm người như là dữ dằn. À, ghê quá. Đấy cái thùng cồn lại tự nhiên nó hợp lại đưa qua toàn là gãy này không chân. Con ngồi đứng kia cho chống mà cho anh. Lấy ghế rồi phía sau này mà. Anh này ra phía sau đấy, ngồi ghế gió mát nước tranh thanh. Gió mát chơi chơi game không? Không có chơi game mà lướt TikTok coi thứ trend là. Đăng riêng chưa? Đăng trend là trend gì? Để tôi như cao lô rồi. Trời đó, cho nó chút xấu rồi. Ừ. À rồi. Thanh nhận buôn bán buôn có bạn bán có phường có nhậu không dữ dằn nhậu cái thuốc ở bên mình có được á. Trời ơi cái xin tôi hát quay quay hát tắt nhạc cái gì hát quay quay hát quay quay tắt nhạc đó không. Bây giờ đó là mình hát quay quay liền cho quay quay đi chỗ khác. Đây còn hơi sớm nha. Người đi vợ con, vợ cái rồi ra. Chung là đi... hôm người ta đâu có chặn đường á. Đâu có chặn đường. Đông luôn. Đông luôn, ông nội có người hẹn người ta. Ở trên Bình Dương là khoảng 9 giờ là ít người không? Dưới này không phải lúc anh về rồi ha. Đông. Giờ đó là giờ đông mà, giờ đó bắt đầu đi chơi mà. Về hồi em về sáu mấy chục hồi đẩy ra rồi hết không hả? Vui không? Đông có vui không? Đông vui rồi, khách hàng đông nữa vui. Lúc đó mình không vui bán mình có thể giao tiếp được cái đẹp cái gì ra dữ rồi. Nói chung á em quay thì em nói gì nói thôi, nhưng mà em chỉ cần hỏi cao lắm tự động là khai hả? Như thế nào thì... Ok. Cái đó đang live stream hả? Không, đang quay á. Quay xem một chiếu. Quay. Cơm đi cô, anh ăn chưa? Rồi, anh ăn chay, anh ăn chay. Ăn hết rồi, ăn rồi nó phải đi chứ. Anh em phải tụi em quay ngay cơm luôn giờ này. 1:30 2 giờ à, 1:30 rồi. Bây giờ sớm cho nên là dán các bạn. Trời hơi nắng. Trời hôm nay không đẹp bằng tầm qua. Hôm qua chỉ mưa á, nó đẹp đâu. Đẹp, không có. Đâu có mưa đâu. Giờ nắng nhà người ta đi trễ. Nắng quá bây giờ này đâu có đi đâu đâu. Thôi, đâu đâu quảng cáo đi. Nhiều quá làm gì.
đâu có xài ơi. Ở dưới đây không có chỗ gửi. Rồi cái này là cái gì chùm mồi nói vậy. Mày nói cái mùi mò gì đó. Ủa nước con, nước con. Uống đi. Nước đó. Là sao? VNB. Để làm gì? Sao riêng ai, mọi người? Ở hỏi làm gì nội? Thử nó ngon không? Trời ông thiệt quá, đã tới nơi không ngon. Tôi mua rồi, thôi tôi thử. Thôi. Tại vì cái này cái lô này chắc em mua đầu tiên nên tôi mua cái lô này thôi, không tôi thử trước á. Hỏi thôi, hỏi thôi. Để không làm gì quá. Cái keo nó có sạch đâu rồi, nó tắt vô bây giờ hết cái dao. Ta mời. Thôi được rồi, thôi đi về tôi coi luôn cho ông ơi. Thì lấy chiếc cái đi. Không làm dầm dơ cái chặt cái dao như vậy. Cái này ông biết rồi anh. Không phải mà tại cái lô này nó mới lên. Chưa có test gì mà sao mình bác bao ngon mông gì đó nói cho dữ dữ. Thôi hỏi, sao em ăn thử đi. Chưa chín nè. Trái này chưa chín. Phương được hỏi vậy hả? Em không ăn thịt sầu riêng, không ăn mà em ngán tôi dữ lắm rồi. Em nghĩ gì anh khách. Rồi được rồi. Rồi bao nhiêu luôn hả? Hơi nắng, hơi nắng nha các bạn. 100 ngàn luôn hả? Ủa gì đâu có đâu. Cũng là cái đồ ngon mà, thử thì ngon mà, béo lắm, ngon lắm. Sửa sửa hạt lép còn không? Hết sửa hạt lép rồi. Trời hơi nắng nha quý vị. Nước TikTok ra. Đây là cái sầu riêng. Sầu riêng xấu theo nha các bạn. Gom về luôn. Ồ gió quá. Trời cũng mưa hay sao á quý vị. Ăn uống tại chỗ luôn, có người tới phục vụ tới nơi luôn. Đó. Đó. Dữ chưa? Rồi ông bưng rồi ông lái kiểu gì? Bưng lái kiểu gì? Chạy đua tào tào từ nhỏ. Giữ, cái này là giữ à. Đó. Nguy cơ cao. Giống như là bên châu Phi. Cái đây không ổn rồi. Đó, bây giờ trời mát mát cho nên mọi người đi chơi này thấy chưa. Dừa. Sầu riêng hả chú? 100 ngàn một hộp. 3 hộp tặng bơ. Tặng mấy ký bơ? 1 ký. Ông ơi. Thôi giỡn. Bây giờ cho đi rồi bắt liền. Không. Dán logo thương hiệu lên. Dạ tiểu đại. Dạ đâu có. Dạ đâu có.
Ồ, gió cái này tình hình này. Sorry. Bây giờ ta mới đi lấy gác nha các bạn. Khách chơi mời. Tiết mục này con vô trong đây. Đâu? Đâu lắm. Xạo quá rồi. Mấy xe? Có một xe hả? Ồ, mà trời hình như chuẩn bị muốn mưa rồi quý vị ơi. Mấy anh em đang ăn trưa và hối hả luôn. Mua sầu riêng tặng bơ nha các bạn. Dạ, cho lên TV. Thôi, cho cái kiều quá. Cái lớn TV nè. Quay tôi quay lại đâu. Cho lên TV. Mấy chú đang cơm luôn. À, sầu riêng tới. Hàng tới gì ơi. Anh đi gọi là anh đi giao lưu quý vị. Mấy anh em đang ăn cơm lỡ kể đâu quý vị. Hàng về. Vừa ăn vừa bán thôi, cảnh cực khổ. Ồ, quá dữ nha, live stream luôn. Không ngon là không bán. Không phải, bán tặng bơ. Mua 3 hộp tặng cái bơ. Không ngon là không bán. Ừ. Mua 3 hộp tặng 1 ký bơ. Mua 1 trái sầu riêng 1 hộp tặng 1 ký bơ. Một đúng rồi, một trái sầu riêng 1 hộp, thiếu nữa 1 hộp đó mà. Đúng. Nghe lắm giáp tới giáp. Bị cắn gì vậy đó. Thank you.
chục nha. Tính ra cái gian hàng bếp bên này là cái món mà chú bán này cũng cũng rất là nhiều người lớn tuổi cũng thích nè mọi người. Như cái này chữa huyết áp rồi hay sao á. Rất nhiều gian hàng, đây là rất là chật. 204 triệu. Cơm sấy Đăng Nguyễn nói chung nó bằng bằng hợp khẩu vị với anh chị nhậu nhẹt không? Cô làm liền 3 hộp liền ha. Rồi lấy cho con ký bơ. Cô mua rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đỡ bớt suy nghĩ. Như vậy cho nó gọn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô bước lên đây là cô, bước lên đây là cô, đây còn nhiều mà cô. Quá nhanh. Cô làm gọn lẹ, nhanh gọn lẹ. Ồ. Đồng chí đó hơi bị chậm điện. Rồi. Có hàng khái nha. Ghê hả? Đâu? Ủa bà chữ. Cười quá trời nha. Mua sầu riêng. Đứng rồi đó đấy. Hả? Ừ chơi chịu đó đi. Mới khui. Đúng rồi, từ hôm nay ra đó. Chẳng hẹn hộp luôn. 1 ký là 100. Mua hộp lời hơn. Mua 3 hộp tặng ký bơ. Giá này 80 vậy. Hộp 100. 80. Với phải 80 luôn kìa. Bán cái này được. Đi 6. Đi 6 gì ơi. Đi 6 là lét khoảng 70-80% mà. Rồi ok nha mọi người, trời hơi nắng rồi. Mình sẽ kết thúc video đây. Chúc bạn vui vẻ. Chúc bạn vui vẻ.